Thưa các bạn, với các em nhỏ có mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì tất cả các em đều ước mơ có một ngày khiến cho cả cầu trường nổ tung vì những bàn thắng. Thế nhưng chúng ta đều biết là trong bóng đá thì không phải ai cũng có cơ hội để ghi bàn, vì có những người giữ vai trò kiến tạo và có những người giữ vai trò làm cho hậu phương trở nên vững chắc. Hôm nay, trong loạt series phóng sự về các cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một cầu thủ như vậy. Em là Đông Triều, em đến từ Quảng Nam. Em đã tập luyện ở Học viện bóng đá được 4 năm. Em rất thích bầu không khí tại đây. Các bạn luôn cố gắng để phát triển hàng ngày. Em cũng cố gắng để phát triển hàng ngày. Cố gắng tập luyện để tiến bộ từng ngày, đó luôn là tâm niệm của Trần Hữu Đông Triều cùng tất cả các bạn trong Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Để tiến bộ thì phải chăm chỉ, và về mặt này thì chàng trai sinh năm 1995 quê Quảng Nam luôn được đánh giá rất cao. Một đặc điểm nổi bật ngay từ những ngày đầu nhập học là Đông Triều phát triển chiều cao sớm hơn các bạn. 2 năm trước, nếu như hầu hết các bạn cùng lứa với Đông Triều chỉ dao động xung quanh 1m50, thì Triều đã sở hữu chiều cao 1m65. Còn bây giờ, với thân hình chắc chắn, Trần Hữu Đông Triều được giáo viên đánh giá là có thể đảm nhận nhiều vị trí ở hàng tiền vệ cũng như hậu vệ. Bản thân em cũng nhận thấy điều này. Em có thể đá nhiều vị trí, nhưng vị trí thích nhất là cầu thủ tay cánh. Cầu thủ hâm mộ nhất là Moscow. Em cũng thích đá tiền vệ trọng lượng giống thần tượng em. Quan sát Đông Triều chơi bóng, người xem có thể cảm nhận được sự miệt mài trong từng bước chạy và cùng với đó là dáng dấp của một thủ lĩnh thực sự trên sân. Vị trí tiền vệ trung tâm giống như thần tượng Moscow là nơi mà Đông Triều đang bộc lộ rất nhiều ưu điểm. Xử lý bóng hai chân như một, khả năng tì đè, những đường chuyền chuẩn xác và những cú dứt điểm cũng rất uy lực. Đông Triều đang sở hữu những tố chất mà nhiều bạn trẻ cùng lứa khác ao ước. Đương nhiên, con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp vẫn còn rất dài và thập lắm chông gai, nhưng Đông Triều vẫn đang cất công mài sắt và tin rằng có ngày sắt sẽ thành kim.